Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 1, trang 48, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập trung. Bài tập 1 đề bài yêu cầu các con viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét. Như vậy, để làm bài tập này, các con cần xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài. Cụ thể, 1 mét bằng 10 decimet hay 1 decimet bằng 1 phần 10 mét. 1m bằng 100cm hay 1cm bằng 1 phần 100m để viết các số đo dưới dạng phân số hoặc hỗn số thích hợp, rồi viết dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là m, như đề bài yêu cầu. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 1. Bài 1 Câu A Đề bài cho chúng ta số đo 3m, 6dm. Như vậy, chúng ta cần xác định mối liên hệ giữa đơn vị đo dm và m. Cô có 1 m bằng 10 dm hay 1 dm bằng 1 phần 10 m. Như vậy, 6 dm sẽ bằng 6 phần 10 m và số đo đề bài cho chúng ta là 3 m. 6 dm cô viết được bằng 3 m 6 dm bằng 3 và 6 phần 10 m và viết dưới dạng số thập phân bằng 3,6 m câu b 4 dm si vẫn sử dụng mối liên hệ giữa đơn vị đo độ dài m và dm si cô có 4 dm si bằng 4 phần 10 m và bằng 0,4 m câu c 34 m 5 cm. Cô sử dụng mối liên hệ giữa đơn vị đo độ dài cm và m. 1 cm bằng 1/100 m. Như vậy, số đo 34 m 5 cm sẽ bằng 34 và 5/100 m hay chính bằng 34,05 m. Câu D. 345 cm 345 cm. Với số đo này, cô tách ra được bằng tổng 345 cm bằng tổng 300 cm cộng 45 cm. 300 cm chính bằng 3 m. Vì 1 m bằng 100 cm. 45 cm ta giữ nguyên. Như vậy, số đo 3m 45cm ta viết được bằng hỗn số 3 và 45 phần 100 m vì 1 cm bằng 1 phần 100 m và bằng 3,45 m Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 1 Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 2 trang 48, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập trung Bài tập 2 đề bài yêu cầu các con viết số đo thích hợp vào ô trống theo mẫu. Chúng ta quan sát mẫu. Đề bài cho chúng ta một bảng với hai cột. Cột thứ nhất là đơn vị đo là tấn với số đo 3,2 tấn. Cột thứ hai tương ứng đó là đơn vị đo là kg. 3,2 tấn tương ứng với 3.200 kg. Như vậy, việc chúng ta cần làm đó là xác định mối liên hệ giữa đơn vị tấn và kg, sau đó viết các số đo dưới dạng phân số hoặc hỗn số thích hợp rồi viết dưới dạng số đo có đơn vị là tấn hoặc kg tương ứng vào các hàng và các cột đang để trống. Quan sát ví dụ mẫu và thực hiện phương pháp giải như cô vừa nêu, chúng ta cùng đi vào với câu 2, 502 kg. Cô có 502 kg, chúng ta còn thiếu ở cột đơn vị đo là tấn như vậy ta cần đổi 502 kg về số đo có đơn vị đo là tấn như sau. 502 kg Cô xác định mối liên hệ giữa đơn vị đo kg và tấn. 1 tấn bằng 1000 kg hay 1 kg bằng 1 phần 1000 tấn. Như vậy 502 kg sẽ bằng 502 phần 1000 tấn và bằng 0,502 tấn. Tương tự, 2,5 tấn. Chúng ta cần điền đơn vị đo là kg vào ô trống bên cạnh. Ta đổi 2,5 tấn về số đo có đơn vị là kg như sau. 2,5 tấn, cô viết được dưới dạng hỗn số bằng 2 và 5 phần 10 tấn hay chính bằng 2 tấn và 5 phần 10 tấn chính là bằng 5 tạ. 2 tấn và 5 tạ cô đổi về số đo có đơn vị là kg bằng 1 tấn bằng 1.000 kg, như vậy 2 tấn sẽ bằng 2.000 kg. 1 tạ bằng 100 kg, như vậy 5 tạ sẽ bằng 500 kg. 2.000 kg cộng 500 kg bằng 2500 kg. Cuối cùng, tương ứng với 21 kg, ta cần tìm đơn vị đo là tấn bằng với 21 kg. Như vậy, 21 kg bằng vẫn áp dụng mối liên hệ giữa đơn vị đo kg và tấn. Cô có 21 kg bằng 21 phần 1000 tấn và bằng 0,021 tấn. Như vậy, sau khi đổi các số đo về đơn vị là kg hoặc tấn theo đề bài yêu cầu, cô hoàn thành bảng. Vậy, ta có bảng kết quả như sau. Ta có bảng kết quả. bảng kết quả của chúng ta chúng ta vẽ lại giống như trong sách giáo khoa bao gồm hai cột một cột đơn vị đo là tấn và một cột đơn vị đo là kg chúng ta viết đơn vị đo là tấn vào ô đầu tiên hàng đầu tiên của bạn đơn vị đo là tấn ở ô thứ hai của hàng đầu tiên tương tự như sách giáo khoa ta viết đơn vị đo là kg ta viết lại mẫu 3,2 tấn tương ứng với 3.200 kg 502 kg ta đã đổi 502 kg bằng 0,502 tấn như vậy ta điền số 0,502 tấn vào ô trống ở cột đơn vị đo là tấn 2,5 tấn Ở trên ta đã đổi 2,5 tấn bằng 2.500 kg. Như vậy ta viết vào ô trống tương ứng. Cuối cùng 21 kg. Ta đổi được bằng 0,021 tấn. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 2. Cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 3 trang 48, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập trung. Bài tập 3, đề bài yêu cầu các con viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Để làm bài tập này, trước hết chúng ta cần xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài có trong các câu A, B, C để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài 3. Câu A,

hay chính bằng 42,4 dm Câu B 56 cm 9 mm bằng Cô có 1mm bằng 1 mm bằng 1/10 cm. Như vậy 9 mm sẽ bằng 9/10 cm. Số đo này cô biết được bằng 56 và 9 phần 10 cm. Hay chính bằng 56,9 cm. Câu C. 26 m. 2 cm. Đề bài yêu cầu chúng ta đổi về số đo có đơn vị là mét. Cô có 1cm bằng 1 cm bằng 1/100 m. Như vậy 2 cm sẽ bằng 2/100 m. Cô giữ nguyên 26 m và đổi 2cm bằng 2 cm bằng 2/100 m. Hay chính bằng 26,02 m. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 3, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 4 trang 48. Sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập trung. Bài tập 4, đề bài yêu cầu các con viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Để làm bài tập này, trước hết chúng ta cần xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo khối lượng mà đề bài đã cho ở các câu A, B, C. Sau đó, viết các số đo mà đề bài cho dưới dạng phân số hoặc hỗn số thích hợp, rồi viết dưới dạng số thập phân. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 4. Câu A, 3 kg 5 g bằng Cô có 1 kg bằng 1000 g hay 1 g bằng 1 phần 1000 kg. Như vậy 5 g ở đây sẽ bằng 5 phần 1000 kg. Số đo này cô viết được bằng 3 kg cô giữ nguyên và 5 g bằng 5 phần 1000 kg hay chính bằng 3,005 kg. Câu B. 30 g. Tương tự như câu trên, ta có 1 g bằng 1 phần 1 000 kg nên 30 g bằng 30 phần 1 nghìn kg và bằng 0,5. 0,30 kg Hay cô có thể bỏ đi một chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của số thập phân 0,030 kg để được số thập phân mới 0,03 kg bằng với số thập phân cũ. Câu C 1103 g bằng Cô tách số đo này ra bằng 1.000 g cộng với 103 g Như vậy 1.000 g chính bằng 1 kg và 103 g Cô chuyển sang Để bài yêu cầu chúng ta đổi về số đo có đơn vị là kg Như vậy ta có 1 kg và 103 g chính bằng 103 phần 1.000 kg. Số đo này cô viết được bằng 1 và 103 phần 1000 kg. Hay chính bằng 1,103 kg. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 4. Cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 5, trang 48, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập trung. Bài tập 5 đề bài yêu cầu các con viết số thích hợp vào chỗ chấm, túi cam cân nặng. A... kg B... g Các con quan sát hình minh họa của sách giáo khoa Cô có một cái cân với bên trái là một túi cam và bên phải là các quả cân có cân nặng lần lượt là 1 kg, 500 g, 200 g và 100 g. Do cân thăng bằng nên cân nặng của túi cam bằng tổng cân nặng của các quả cân trên đĩa bên phải. Như vậy, để tính cân nặng của túi cam, chúng ta cần tính được tổng cân nặng của các quả cân trên đĩa bên phải. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 5. Bài 5 Ta quan sát bên có chứa các quả cân. Ta thấy các quả cân có số đo khối lượng là kg và gam. Như vậy, ta cần đổi số đo khối lượng của các quả cân về cùng một số đo là gam. Đổi 1 kg bằng 1000 g. Như vậy, tổng cân nặng của các quả cân trên đĩa bên phải là Tổng cân nặng của các quả cân trên đĩa bên phải là Ta cộng lần lượt khối lượng của các quả cân 1.000g cộng 500g cộng 200g cộng 100g

1,8 kg hay một tám g vậy ta điền như sau Câu A, đề bài hỏi khối lượng túi cam với đơn vị đo là kg, như vậy ta điền số 1,8 kg. Câu B, ta điền số 1800 g vì đề bài hỏi chúng ta khối lượng túi cam với số đo là gam. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 5, trang 48, sách giáo khoa toán lớp 5. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải 2.com. Cô chúc các con học tốt.